Dạ, trân trọng kính chào Hội Thánh. Tôi có một cái thói quen là dù chia sẻ bất cứ nơi nào cũng là hát trước rồi mới chia sẻ sau. Tại sao phải hát trước? Hát là quý vị đang cầu nguyện, để quý vị open cái tâm lòng quý vị ra. Và quý vị mở tấm lòng ra thì cái lời Chúa mới vào được trong tấm lòng của mình. Cho nên bây giờ xin chúng ta lắng lòng xuống, nghe bài hát này giống như một lời cầu nguyện, để lòng chúng ta cũng thầm nguyện với Chúa Thánh Linh, để chúng ta lắng nghe lời Chúa, không lấy nghe làm đủ, tự lừa dối mình. Amen. Cho con thân của Chúa.
Cảm ơn Chúa. Kính thưa Thánh. Cảm ơn Chúa. Cho đến mãi mãi Chúa vẫn yêu chúng ta. Amen. Cảm ơn. Tình yêu của Chúa không bao giờ tắt trên đời sống chúng ta. Nhưng chỉ có chúng ta hờ hững và đi xa khỏi Ngài mà thôi. Cảm ơn Chúa. Chúa luôn luôn thành tính chờ đợi và luôn luôn muốn kết nối chúng ta trong tình yêu của Ngài. Chúa luôn luôn, Thánh Linh của Chúa luôn luôn ghen tương với chúng ta khi chúng ta đã bỏ rơi Ngài một bên để chúng ta bận rộn trong cuộc sống đời tạm này. Bài thánh ca cho đến mãi mãi một lần nữa nhắc nhở chúng ta về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Ngài đã chết vì chúng ta. Vậy chúng ta sống không phải vì chính mình mà sống nữa, mà sống vì Đấng đã chết cho mình. Amen. Cảm ơn Chúa. Xóa hết tất cả lỗi lầm.
Thánh, chúng ta cũng vẫn cứ đứng. Chúng ta mở Kinh Thánh ra, đọc Philip đoạn 3 từ câu số 4 đến câu số 16. Đây là đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã học tuần vừa rồi. Nhưng tôi không hiểu tại sao mà Chúa nhắc nhở tôi là muốn tôi cùng học với hội thánh một lần nữa đoạn thánh này. Và tôi cảm thấy rằng đoạn thánh này rất là quan trọng, vì nó đã cho chúng ta thấy được cái con đường mà đi theo Chúa là phải như thế nào. Không phải là một công việc của Phao-lô, nhưng là công việc của mỗi chúng ta. Bởi vì Phao-lô nói trong cái câu kết thúc của Philip đoạn 3, thì ông ta nói rằng hỡi tất cả những người trọn vẹn thì phải có đồng một tư tưởng như vậy. Mà nếu chúng ta không có tư tưởng như vậy thì xin Đức Chúa Trời cũng soi sáng cho chúng ta, để chúng ta cùng có một tư tưởng giống như ông. Cho nên chúng ta cùng nhau đứng lên và dỡ Philip đoạn 3 từ câu số 4 đến câu số 16. Xin Hội Thánh chúng ta đọc lớn tiếng. Xin chúng ta cùng khởi sự. Vì bằng kẻ khác tưởng rằng mình có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có bội phần nữa. Tôi chịu cắt bì ngày thứ 8 vì dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc Pharisee, về lòng sốt sắng là kẻ bắt bớ hội thánh. Còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình. Không phải xảy sự công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi đức tin đến Đấng Christ mà được. Tức là sự công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập nên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Ấy không phải tôi đã giật giải rồi, hay là đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giật được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu Christ giật lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự đằng sau và bươn theo sự đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng lấy sự đó soi sáng cho anh em. Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào thì chúng ta phải đồng đi vậy. Cảm ơn Chúa. Tôi xin được phép cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì đoạn Kinh Thánh này. Chúa Linh đã soi sáng cho sứ đồ Phao-lô để viết ra, để dạy dỗ cho mỗi đời sống của chúng con. Chúa nói rằng những người trọn vẹn trong chúng con phải có ý tưởng đó. Đó là ý tưởng bước đi theo Chúa, quên hết mọi sự cản trở trong đời sống của mình, để chạy theo Ngài, nhắm mục đích mà chạy. Và Chúa cũng cho chúng con thấy rằng nếu chúng con tưởng đằng khác thì Ngài sẽ lấy sự soi sáng đó mà soi sáng cho tâm trí của chúng con. Lạy Chúa, xin lời của Ngài ngày hôm nay, nhân danh Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, con công bố rằng sự sáng Chúa đến trong tâm trí của mỗi chúng con. Và trong danh Chúa Giêsu, con công bố rằng mọi cản trở trong tâm trí này phải ra khỏi phòng nhóm này, mọi quyền lực của tối tăm và sự chết phải ra khỏi cái phòng nhóm này. Và trong danh Chúa Giêsu, con công bố rằng Chúa hiện diện và Thánh Linh Ngài làm giáo sư lớn giữa chúng con, soi dở chúng con và ban phước cho chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Hội Thánh đồng ngồi. Kính thưa Hội Thánh, mỗi người chúng ta ai cũng có một mục đích để sống. Có người thì mục đích ngắn hạn, mà có người thì mục đích dài hạn. Bây giờ tôi hỏi Hội Thánh là có người nào nói là mình sống mà không có mục đích không? Chắc chắn là không. Những người bình thường sống đều có mục đích. Có thể là quý vị đặt kế hoạch của quý vị ngắn, hoặc là quý vị đặt kế hoạch của quý vị dài. Và để theo đuổi được mục đích của mình, một cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải có
Đó là sự đam mê. Chúng ta cần phải có sự đam mê mãnh liệt trong đời sống ra thì chúng ta mới đạt được cái mục đích mà chúng ta đặt ra phía trước. Nếu chúng ta không có sự đam mê theo đuổi cái mục đích của mình thì cái mục đích của chúng ta sẽ gì? Gửi gió cho mây ngàn bay. Amen. Không bao giờ đạt được. Và một trong những cái gương sống động về sự đam mê mãnh liệt theo đuổi mục đích và đã đạt được kết quả cho mục đích của mình, đó là gương của sứ đồ Phaolô. Cảm ơn quý vị. Sứ đồ Phaolô đã để lại chúng ta một cái tấm gương vô cùng tuyệt vời, đặc biệt trong đời sống hầu việc Chúa của ông. Kể từ khi ông biết Chúa, kể từ khi trong Phaolô biết Chúa là cuộc đời Phaolô hoàn toàn thay đổi. Phaolô là người trước kia sống kỵ nhờ luật pháp, thì bây giờ ông ta nói rằng gì? Tôi không kỵ nhờ luật pháp mà tôi chỉ cậy nhờ vào đức tin con Đức Chúa Trời, và tin rằng Đức Chúa Trời ban sự công bình cho tôi. Mặc dù Phaolô là người giữ luật pháp không chỗ trách được. Amen không quý vị? Bây giờ chúng ta thấy rằng mục đích của Phaolô là gì? Phaolô đang đeo đuổi điều gì? Mục đích Phaolô đó là sự nhận biết Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Chính vì đeo đuổi theo mục đích này mà chúng ta thấy rằng Phaolô từ bỏ hết mọi điều danh lợi quyền. Ông ta có danh không quý vị? Có danh, vì ông ta là gì? Ông ta là người ở thuộc về đảng Pharisee, là người có danh trong cái địa vị xã hội bây giờ, là một cái người mà Kinh Thánh gọi là mặc cái áo tua cho dài mà đi đâu cũng được người ta chào hỏi hết. Và những người thầy, cái người đó là những người thầy dạy luật, là những con người mà có nắm giữ trong cái chức vụ tế lễ nữa. Cho nên những người Pharisee trong xã hội bây giờ là những con người chức cao trọng vọng, được mọi người kính nể. Vậy là ông ta có cái danh, và ông ta có gì? Ông ta lại tự hào mình là người Hebrew. Tại sao tự hào mình người Hebrew? Bởi vì nước Do Thái bây giờ có hai sắc tộc là Samari và người Hebrew. Tôi nói tại sao hai? Mặc dầu trước đây là chung là một đất nước Do Thái, nhưng sau khi mà Salomon đã thờ cúng hình tượng không theo Chúa một cách trọn vẹn nữa, thì Đức Chúa Trời Ngài đã cất 10 chi phái, không còn nằm trong tay của con cháu Salomon nữa. Nhưng vì lòng yêu mến vua David, cho nên Đức Chúa Trời vẫn để lại hai chi phái cho hậu tự của Salomon, đó là chi phái Giuđa và Benjamin. Và 10 chi phái kia Đức Chúa Trời giao cho Jeroboam. Và Jeroboam đã gì? Sợ 10 chi phái đó quay trở lại thành Jerusalem, đền thờ Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên ông ấy bày kế lập mưu, ông sợ lòng dân trở lại và không còn trung thành với ông nữa. Và ông đã lập mưu là lập lên hai con bò vàng. Và trên hai con bò vàng đó, ông ta nói này là Đức Chúa Trời, đây là thần đã dẫn các ngươi ra khỏi Ai Cập. Và hai con bò vàng đó, ông đã một đặt một cái ở Gindan và một cái ở Bê-tên và một cái ở Đan. Để làm gì? Để mà ông ta quyến dụ dân chúng không quay về Jerusalem nữa. Và khi cái sự thờ phượng của mà Jeroboam đó đã dẫn dân Israel 10 chi phái đi dần dần đi vào tội lỗi. Và Đức Chúa Trời đã trừng phạt bằng cách là cho quân đội Assyri tấn công Samari, và người ta đã đem hết những người trai trẻ tráng của người dân Do Thái, dân Israel ra khỏi Samari, và người ta đưa những dân tộc khác vào, những dân ngoại đạo vào, và có một cái sự gì quan hệ đó, và đẻ ra dòng máu ngoại lai là người Samari. Và người Do Thái người ta rất là kỳ thị người Samari. Và chúng ta nếu mà chúng ta đọc Tin Lành Giăng đoạn 4 thấy là Chúa Giêsu đi qua giếng nước Sikha thì gặp người đàn bà Samari, và Chúa Giêsu xin nước uống thì người đàn bà nói gì? Ông là người Giu-đa mà sao lại xin nước uống của tôi là người đàn bà Samari sao? Có một sự kỳ thị giữa người Samari và người Giu-đa. Cho nên Phao-lô tự hào, tôi không phải là người Samari, tôi không phải là dòng máu ngoại lai, tôi là dòng máu thuần chủng, người Hebrew thứ thiệt. Đó là sự hãnh diện của người Do Thái đó. Rồi ông tự hào gì? Ông tự hào ông được cắt bì vào ngày thứ 8. Ngày thứ 8, tại sao là tự hào và cắt bì thứ 8? Ngày cắt bì ngày thứ 8 là giao ước giữa Đức Chúa Trời và Abraham. Và ông ta tự hào rằng ông ta là người giữ giao ước Đức Chúa Trời và của Abraham ngay từ lúc bé bi, từ lúc còn nhỏ nữa. Rồi ông ta tự hào gì nữa? Ông ta tự hào ông ta là người giữ luật pháp không chỗ trách được. Và có rất là nhiều điều tự hào trong đời sống của Phaolô. Nhưng mà bây giờ ông ta nói rằng kể từ khi tôi gặp Chúa, tôi sẵn sàng coi những cái lợi danh quyền tự hào của tôi đó coi như là sự lỗ. Tôi không quan trọng nữa. Những điều đó trước đây đối với tôi vô cùng quan trọng, vì nó làm cho tôi thăng quan tiến chức, vì nó làm cho tôi có quyền có thế trong xã hội bây giờ. Và trong
trước khi gặp Chúa, tôi là người sốt sắng trong vấn đề bắt bớ Chúa Giêsu. Tại sao sốt sắng được? Bởi vì ông là người đại diện, ông là người có quyền có thế trong đảng Samari mà. Cho nên ông kéo cả bè lũ đi mà bắt Chúa Giêsu. Ông sẵn sàng có một cái sự triệu tập mọi người để mà đi bắt bớ Chúa, theo đuổi Chúa, theo đuổi những sứ đồ khác để bắt bớ. Nhưng kể từ khi có Chúa rồi, ông bỏ hết và ông coi những cái điều đó là rơm rác. Rơm rác là gì? Rơm rác là có nghĩa là đem bỏ thùng rác rồi, rơm mà, rác rồi, bỏ thùng rác có nghĩa là không xứng đáng chút nào hết. Và điều đó chúng ta thấy rằng, tôi nhớ lại một cái đoạn kinh thánh mà Chúa Giêsu cũng nói ở trong Ma-thi-ơ. Chúng ta cùng dở Ma-thi-ơ. Ma-thi-ơ đoạn 13 câu số 44, câu số 45. Ma-thi-ơ đoạn 13 câu số 44, 45. Chúa Giêsu nói rằng nước thiên đàng giống như của báu chôn trong đám ruộng. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng trở về bán hết gia tài mình mà mua cho được đám ruộng đó, hầu cho chiếm hữu được kho báu. Vì người đó biết rằng kho báu kia gấp trăm ngàn lần mà cái gia tài mình đang có. Rồi Chúa Xuân nói rằng là nước thiên đàng giống như là người lái buôn kia kiếm được châu ngọc tốt. Khi tìm được cái hạt châu quý giá rồi thì bán hết gia tài cho mua cho được cái hạt châu đó. Tại sao mà người kia kiếm được một cái của báu mà có thể bán hết gia tài mình mua hết tất cả những đám ruộng để rồi gì? Chỉ để mà một mình độc chiếm cái kho báu. Bởi vì người đó biết rằng cái kho báu đó còn quý giá gấp ngàn lần những cái gia tài mà hiện mình đang sở hữu. Và nước thiên đàng giống như là một cái người lấy buôn mua rất là nhiều cái viên ngọc quý, nhưng mà khi tìm được một viên châu ngọc thật là tốt rồi, sẵn sàng bán hết những viên ngọc mình đã mua mà mua cho được cái viên ngọc quý kia. Bởi vì cái người đó ý thức được là cái viên ngọc mà mình tìm được đó nó quan trọng và nó quý giá gấp trăm ngàn lần những cái viên ngọc mình đã từng cầm tay qua. Và Phaolô cũng vậy, ông ta thừa khi ông ta nhận biết Chúa Giêsu thì ông ta cảm thấy được nó vô cùng quý, quý đến nỗi mà gì, ông sẵn sàng từ bỏ hết mọi sự để mà cho đạt được mục đích là biết Chúa Giêsu Christ. Và cái đó là cái tinh thần mà ngày hôm nay tại sao đoạn Philip đoạn 3 này được viết lại cho chúng ta. Không phải viết này để chúng ta chiêm ngưỡng đời sống của Phaolô đâu, để chúng ta nói rằng ô Phaolô ông là người đặc biệt, ông được Chúa sức dầu, còn tôi thì không. Đoạn Philip đoạn 3 này viết cho tất cả chúng ta để chúng ta hiểu được rằng cái sự mà nhận biết Chúa Giêsu rất vô cùng quan trọng luôn. Mà đôi khi chúng ta lại để cho những cái điều gì thuộc về thế giới này nó chiếm hữu và cho chúng ta không còn cái thời gian để tìm kiếm Chúa. Điều gì để chiếm hữu trong đời sống chúng ta? Chúng ta thấy rằng nhà thờ bây giờ càng ngày lúc người ta đi đến nhóm càng ít. Tại sao ít? Có khi những nhà thờ như chúng ta đây, người lớn tuổi thì nhiều, người trẻ thì và ít. Lý do tại sao? Bởi vì chúng ta chẳng thấy tìm kiếm Chúa Giêsu là quý. Chúng ta cảm thấy điều đó là quan trọng. Và chúng ta cũng chẳng cảm thấy rằng là cái đời sống mà biết Chúa Giêsu là ai là nhu cầu trong cuộc đời chúng ta. Nhưng mà nhu cầu của cuộc đời chúng ta là gì? Có nhà, có cửa, có công ăn việc làm, có gia đình, có vợ đẹp con ngoan, có người chồng perfect, đúng không quý vị? Cảm thấy đó là rất là cần, vô cùng quan trọng và đeo đuổi theo mục đích đó. Nhưng mà kính thưa quý vị, mục đích đó chỉ 100 năm cuộc đời mà thôi. Mục đích đó chỉ thành sự trong 80 năm cuộc đời mà thôi. Sau khi chúng ta già rồi, chúng ta chết, linh hồn ta đi về đâu? Và đó là cái điều mà Phaolô muốn để lại, không phải là cái đoạn Philip đoạn 3 này vô ích vô ý nghĩa mà để biểu diễn cho chúng ta, để chúng ta nhìn thấy Phaolô như là ngưỡng mộ một cái người gọi là vĩ nhân đâu. Phaolô cũng như chúng ta, bình thường như chúng ta, là bụi đất như chúng ta. Nhưng mà tại sao ông được Chúa sức dầu và làm những công việc Chúa một cách lớn lao như vậy? Bởi vì cái tâm niệm này nè quý vị. Bởi vì cái tâm lòng ông ta khao khát muốn biết Chúa rõ hơn hết. Mục đích của ngài của ông là nhận biết Chúa Giêsu Christ là ai. Cho nên ông có một sự đam mê mãnh liệt trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta vừa rồi chúng ta hát cái bài thánh ca là vững an đó. Dù giông tố vây quanh khiếp kinh, vây quanh con, nhưng mà con luôn cảm thấy cha gần bên. Cái sự đam mê đó sẽ giúp Phaolô vượt qua những giông tố khiếp kinh cuộc đời. Chúng ta đọc kinh thánh ở Côrintô thứ nhì và nhiều đoạn kinh thánh khác, chúng ta thấy rằng Phaolô bị bắt bớ, bị tù đầy, bị rối vọt, bị đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà không những điều đó không ngăn trở Phaolô ra khỏi cái sự tìm kiếm Chúa, không cản trở được đời sống Phaolô vì trong trái tim ông có sự đam mê. Tôi thách thức quý vị, mỗi người chúng ta nếu có sự đam mê cho Đức Chúa Trời, tôi thách thức quý vị, cái thử quý vị có được Chúa sử dụng hay không. Thử đi, xem thì Chúa có sử dụng quý vị hay không. Và đừng bao giờ nói ồ con yếu đuối lắm, hay là con gì mệt mỏi, con chưa đủ năng lực. Đức Thánh Linh là năng lực của chúng ta. Đức Linh bán biến những điều không thành có.
này Ngài có thể sử dụng một người đánh cá trở thành đánh tay đánh lưới người, thì tại sao Ngài không sử dụng mỗi chúng ta? Nếu chúng ta bằng lòng đam mê, và những cái đam mê chúng ta là đam mê biết về Chúa. Amen quý vị. Bây giờ chúng ta thấy rằng Phao-lô đam mê như thế nào. Chúng ta thấy rằng Phao-lô đam mê: tôi đã coi những sự lời của tôi như là sự lỗ. Tôi coi hết mọi sự là, tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ. Cái sự nào là sự lời? Cái sự lời có nghĩa là cái sự mà đem đến quyền lợi cho tôi và quý vị, phải không? Như vậy mới có lời, đúng không? Nhưng mà không phải những chỉ có những sự có lời là ông coi là sự lỗ, mà ông coi hết thảy mọi sự. Chúng ta thấy cái câu đó được lặp lại không? Câu thứ nhất, tôi coi mọi sự lời là sự lỗ, nhưng mà câu thứ hai lặp lại, nhấn mạnh một điều nữa là hết thảy mọi sự luôn quý vị. Hết thảy mọi sự là sự lỗ. Mà chỉ khi nào chúng ta nhận biết rằng những cái giá trị, những cái điều gì thuộc về thế giới này là sự lỗ, thì chúng ta mới có sự đam mê cho Chúa được. Bởi vì cái người lái buôn kia sẵn sàng bán hết tất cả những châu ngọc để mà tìm được viên ngọc quý mà. Người lái buôn gần một người kia tìm được một cổ báu trong đám ruộng, sẵn sàng bán hết gia tài mình để mua đám ruộng đó, để mà hầu cho gì? Đào được cái hòm châu báu đó lên mà. Vậy bây giờ chúng ta tìm được Chúa Giêsu là viên ngọc quý, chúng ta tìm được nước Đức Thiên Đàng là gì? Châu báu của chúng ta. Thì tại sao mà không coi mọi sự là sự lỗ hả quý vị? Hãy nhắc nhở đời sống tôi và đời sống quý vị nữa. Chúng ta đang đi trên con đường nào? Chúng ta đang mương về phía trước, đang nhắm mục đích mà chạy là sự nhận biết Chúa Giêsu rất là quý hơn hết? Hay là chúng ta gì? Đang nhắm vào công việc ở thế giới này? Hãy tự hỏi trái tim chúng ta đi. Người già cũng như người trẻ. Bao nhiêu năm chúng ta từ ngày chúng ta biết Chúa? Một ngày, hai ngày, năm năm, mười năm, hai chục năm. Chúng ta có thách thức trong đời sống của chúng ta không? Sự đam mê của tôi đặt vào chỗ nào? Tôi đang đam mê sự nhận biết Chúa Giêsu rất là quý hơn hết, hay là tôi đang mê những gì thuộc về thế giới này? Tôi thấy có nhiều lúc chúng ta đi nhà thờ, một tuần, một ngày có 24 tiếng, một tuần thì có 7 ngày, nhưng mà đôi khi lúc nào đi Chủ Nhật cũng đi trễ hết. Đi nhóm thờ phượng Chúa là đi trễ, không có kịp giờ thờ phượng Chúa nữa. Như vậy là có gọi là đam mê không quý vị? Amen không? Đôi khi chúng ta tự hỏi chính bản thân ta một điều rất đơn giản thôi, mình còn không làm được. Làm sao Chúa có thể dám mà sử dụng mình như công cụ trong tay của Chúa? Mặc dù lúc nào mình cũng đứng mình hát: ôi Chúa ơi, Chúa lên lên đây, con khao khát Ngài. Khao khát thì hãy để Chúa làm việc đi. Amen. Khao khát thì hãy để là trở thành một mình trống không cho Chúa, để Chúa sử dụng đi. Đừng bao giờ nghĩ rằng Phao-lô là một cái vĩ nhân để chúng ta chiếm ngưỡng. Không, Phao-lô là một người bình thường như chúng ta. Và ông ta cũng nói rằng: tôi là bình bằng đất, mà trong đó đựng của quý là Đức Thánh Linh. Và chúng ta cũng là cái bình bằng đất, và chúng ta đã có sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong đời sống của chúng ta kể từ ngày chúng ta tin Chúa. Nhưng tại sao có người thì yêu mến Chúa mãnh liệt, mà có người yêu mến Chúa sơ sơ, và có người thì theo Chúa gần, và có người theo Chúa xa xa? Xa xa hay gần là do quyết định của chúng ta. Amen không quý vị? Nếu chúng ta quyết định đam mê với Chúa, đặt sự đam mê của mình đúng chỗ là chính sự nhận biết Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta sẽ được Chúa Thánh Linh đồng đi chúng ta và soi sáng ta và ban năng lực chúng ta. Bây giờ chúng ta coi cái tinh thần của Phao-lô như thế nào. Phao-lô nói rằng là: thật tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ. Quý vị có để ý cái chữ hầu cho được không? Ông coi tất cả mọi sự là sự lỗ. Ông ta coi tất cả những danh lợi quyền mà ông ta đạt trong cái xã hội bây giờ là cái điều rơm rác. Coi đi mẹ để làm gì? Để ông ta mới từ bỏ nó được. Mà khi ông từ bỏ nó làm gì? Để mà hầu cho được Đấng Christ. Hầu cho được đó là cái gì? Cái sự quyết tâm, cái sự mà đeo đuổi cho đến cùng. Quyết tâm đạt được cái điều đó, quyết tâm đeo đuổi để mà được Đấng Christ và được ở trong Ngài. Và làm sao nữa? Quyết tâm để hiểu được quyền phép sống lại của Chúa là như thế nào, và quyết tâm để thông công trong sự thương có của Chúa. Và ông ước ao, ông ta nói rằng: tôi ước ao rằng, mong rằng tôi cũng được sống lại từ trong kẻ chết. Tại sao có cái câu kinh thánh này? Câu kinh thánh có nghĩa là khi Chúa Giêsu tái lâm, khi Chúa Giêsu trở lại, thì những người chết trong Chúa sẽ sống lại. Và ông ta nói rằng: tôi mong rằng mục đích cuối cùng của tôi là vào được nước thiên đàng, được gặp mặt Chúa Giêsu yêu dấu của tôi, bởi vì tôi mong được sống lại từ trong kẻ chết. Bởi vì đối với Phao-lô, tất cả người chết là ngủ thôi, nhưng khi Chúa đến,
tiếng kèn Chúa vang lên thì những kẻ ngủ trong Chúa sẽ được sống lại với Ngài. Cho nên cái điều mơ ước của ông là hầu cho được. Chúng ta nghĩ đến bản thân chúng ta, chúng ta đang mơ ước, chúng ta đang khao khát mãnh liệt trái tim chúng ta là hầu cho được, hiểu được Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết hay không. Hay là bây giờ đời sống ta vô cùng bận rộn nổi mà chúng ta chỉ giữ lễ vào mỗi ngày Chủ nhật thôi. Nếu chúng ta bận rộn, chúng ta giữ lễ vào ngày Chủ nhật thì chúng ta sẽ hiểu biết Chúa một cách hời hợt, giống như đời sống hời hợt của chúng ta thôi. Nhưng khi chúng ta bước đi với Chúa một cách năng nổ, hết lòng, hết sức, hết linh hồn chứ không, thì Chúa nói với Kinh Thánh rằng ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta và cánh tay Đức Giê-hô-va được tỏ ra cho ai, theo như Ê-sai đoạn 53. Cánh tay Đức Chúa Trời chỉ tỏ ra không phải chỉ cho Phao-lô nhưng cho mỗi đời sống của tôi, quý vị. Và khi chúng ta yêu mến Ngài, chúng ta khao khát với mục đích đó, thì Phao-lô chỉ chúng ta rằng làm thế nào để đạt được mục đích mà chính ông đã trải qua những kinh nghiệm trong Chúa. Đó là ông ta nói rằng, ông ta diễn tả cái sự bước đi theo Chúa là cái sự chạy. Chạy thế nào? Chạy bươn về phía trước, chạy đến nỗi mà quên lẫn đằng sau, không nhìn bên tả bên hữu, nhắm mục đích mà chạy. Mà tôi nhắc lại rằng mục đích của Phao-lô là sự nhận biết Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết. Cho nên ông nhắm biết cái sự nhận biết Chúa Giê-xu mà ông khao khát, ông muốn biết Chúa rõ hơn, thì ông chỉ nhìn về cái mục đích đó và ông bươn về phía trước mà thôi. Và khi ông chạy như vậy, ông nói rằng tôi chưa đạt cái sự trọn lành đâu, tôi chưa đạt, tôi đang chạy, nhưng mà Chúa Giê-xu đã giật lấy tôi rồi. Tại sao có câu này? Bởi vì từ ngày ông tin Chúa, ông cảm nhận được Đức Chúa Trời là đấng có thật. Ông cảm nhận tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa trong trái tim của ông. Ông yêu mến Ngài và ông biết rằng Ngài đã cứu chuộc, Ngài đã chết vì ông, giống như cái bài hát vừa rồi mình hát, cho đến mãi mãi đó. Khi mà Ngài, chúng ta biết rằng mà gai đông thấu suốt trên trán Giê-xu, những giọt máu Ngài đổ xuống, Ngài đã gánh thay tội lỗi cho chúng ta bởi sự đổ huyết của Ngài mà chúng ta được công bình. Đó là sự giật lấy của Đức Chúa Trời, đó là dấu ấn của Đức Linh trong lòng chúng ta. Không phải tất cả mọi người đều nhận biết điều này đâu, chỉ có những người nào Chúa mở mắt ra mới nhận được. Bây giờ quý vị đi ra mà nói về Chúa Giê-xu, người khác người ta sẽ nói quý vị là gì? Ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời, phải không quý vị? Chỉ có người nào Chúa đã gieo trước hạt giống, hoặc là Chúa mở mắt ra, người đó mới nhận biết Chúa Giê-xu là ai, mới nhận biết là Chúa Giê-xu đã chết để mà gánh tội lỗi cho họ. Và cái sự nhận biết này đó là gì? Chúa đã giật lấy chúng ta đó quý vị. Chúa đã khởi đầu làm, phần còn lại là thuộc về quyết định của chúng ta. Bây giờ Chúa khởi đầu, mở mắt chúng ta biết rằng Ngài là đấng cho đến mãi mãi Ngài vẫn yêu chúng ta, cho đến mãi mãi Ngài chết vì chúng ta. Thì bây giờ chúng ta quyết định thế nào? Chúng ta có quyết định sống vì đấng đã chết cho mình hay không? Và sống như thế nào? Sống với tinh thần của Phao-lô hay là sống với tinh thần gì? Của thế gian. Sống như thế nào thuộc về quyết định chúng ta. Chúa không bao giờ ép buộc chúng ta, Đức Chúa Trời không bao giờ gì điều khiển một cái robot. Ngài đã khiến Ngài tạo dựng địa đàng, Ngài đã muốn Adam và Eva sống trong sự vâng lời bằng cách Ngài ban cho tất trong cái khu vườn đó rất là có nhiều cây ăn trái, nhưng mà có một cây Ngài cấm không được ăn, và Ngài muốn con người thể hiện sự vâng lời, làm theo điều mà Chúa dặn. Và ngày hôm nay cũng vậy, khi Chúa dùng tình yêu của Chúa Giê-xu đến trần gian này để chết trên cái thập giá gánh tội lỗi chúng ta, thì Ngài cũng muốn dùng tình yêu để bắt phục chúng ta vâng lời Ngài và có sự cộng tác của chúng ta. Khi chúng ta bước đi vâng lời Ngài, và chúng ta bước đi vâng lời Ngài giống như sứ đồ Phao-lô để lại một tấm gương cho mình, thì chúng ta sẽ nhận biết được Chúa sử dụng ta như thế nào, và cuộc đời chúng ta theo Chúa không có vô ích. Kính thưa quý vị, Chúa nói ở cái câu số 16 là câu số 15: hễ người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng đằng khác thì Đức Chúa Trời sẽ lấy sự đó soi sáng cho chúng. Tất cả những người trọn vẹn phải có một ý tưởng đó. Chúng ta không có ý tưởng đó thì Đức Chúa Trời sẽ soi sáng ta, bắt buộc chúng ta phải có ý tưởng đó. Bởi vì cái đó là tiêu chuẩn của một người bước đi theo Chúa. Một người bước đi theo Chúa phải có tinh thần quên đằng sau, bươn về phía trước, nhắm mục đích mà chạy. Một người bước đi theo Chúa phải cần phải có sự đam mê ở trong Chúa và tìm biết Chúa, hầu cho nhận được đấng Christ. Một người bước đi theo Chúa là phải tìm kiếm Chúa, hầu cho được ở trong Ngài. Một người bước đi theo Chúa là một người phải được Chúa soi sáng để biết được quyền phép sống lại của Ngài. Một người bước đi theo Chúa là một người phải thông công trong sự thương khó của Ngài.
Một người bước đi theo Chúa là một người gì? Phải từ kẻ chết sống lại để gặp Chúa tại nước thiên đàng. Đó là cái tiêu chuẩn bắt buộc cho một đời sống cơ đốc nhân, một người bước đi theo Chúa. Nếu chúng ta chưa có tiêu chuẩn đó, chưa có mang cái sự đam mê đó trong lòng chúng ta, thì hãy tự hỏi lấy mình: mình là ai? Mình đã thực sự nhận được sự cứu rỗi chưa? Tôi tin rằng nếu một người nào đang ở trong ân điển của Chúa đều có những ước mơ đó hết. Và ngày hôm nay tôi muốn khuấy động lại ước mơ đó trong lòng của quý vị qua đoạn Philip đoạn 3 này. Philip đoạn 3 này đã được ông mục sư giảng tuần vừa rồi, nhưng hôm nay tôi nhờ cả Chúa để khuấy động trong lòng quý vị ước mơ bước đi theo Chúa. Hãy biến cái ước mơ đó thành một mãnh liệt của sự đam mê trong cuộc đời chúng ta. Và phải có ý tưởng đó trong đời sống ta. Hãy cầu xin Thánh Linh soi sáng và đặt để ý tưởng trong lòng chúng ta, trong đầu óc chúng ta, trong tâm trí chúng ta, để chúng ta đam mê bước đi theo Chúa. Để rồi khi chúng ta nhận biết Chúa Giêsu và chúng ta có kết quả cho Ngài, thì chúng ta mới làm xong công việc mà Đức Chúa Trời giao phó. Bởi vì Chúa đã dạy chúng ta sự cầu nguyện là: xin cho nước Cha trị đến. Nước Cha làm sao trị đến nếu những người bước đi theo Chúa một cách hờ hững, bước đi theo Chúa một cách hời hợt, bước đi theo Chúa một cách xa xa. Nước Cha chỉ có thể trị đến với tất cả mọi người có tư tưởng đam mê nhận biết Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết trong cuộc sống của mình. Không phải là nhận biết nhà cửa, không phải là nhận biết công việc, không phải là nhận biết chồng mình hay nhận biết con mình, nhận biết gia đình mình, nhưng mà trên hết mọi điều đó là nền tảng niềm tin và tấm lòng tin quyết vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong đời sống của mình. Và tấm lòng khao khát tìm kiếm mục đích mà yêu mến Chúa hết lòng. Và tấm lòng khao khát tìm biết Chúa Giêsu là ai. Và tấm lòng gì? Kết hiệp với Chúa từng giây từng phút, mỗi ngày trong cuộc sống bước đi giữa trần thế này. Amen quý vị. Amen. Xin chúng ta đồng đứng lên. Chúng ta một lần nữa cùng nhau thờ phượng Chúa qua bài thánh ca: Giêsu yêu Ngài trên hết mọi điều, vượt trên cả vàng, thế giới kia là chi. Giêsu con nguyện yêu Chúa hết lòng, sẽ không bao giờ xa cách Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Chúa yêu Ngài hơn cả mọi điều. Chúng ta hãy cầu nguyện theo bài thánh ca này để Chúa Linh Ngài dẫn dắt chúng ta, để Chúa có thể yêu chúng ta và chúng ta yêu Chúa, để Chúa có thể trọn vẹn làm việc trong tâm lòng của chúng ta. Chỉ cần một tia sáng nhỏ tình yêu trong trái tim chúng ta thôi, thì Chúa Thánh Linh sẽ bắt đầu khởi đầu từ đó để sử dụng chúng ta trở thành công cụ trong tay của Ngài. Đừng để mình là một tôi tớ vô ích, đừng để tấm lòng mình cách xa Chúa. Hãy yêu Chúa hết lòng, bằng cả trái tim quý vị. Lòng thương xót của Chúa thấm son biển hồ, và ân điển quý giá bao la hơn cả thế giới này. Sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Tôi cao tất cả mọi người chúng ta đang có mặt ở đây có một tấm lòng khao khát Chúa mãnh liệt. Tôi cao được lời Chúa được rao ra không trở về muốn không, nhưng sẽ làm thành việc Chúa mong muốn. Tôi cao quý vị hãy có tâm lòng như Phaolô đã có một sự đam mê cho Chúa Giêsu Christ. Tước ao rằng hội thánh Chúa tại đây sẽ tăng trưởng trong đức tin, càng yêu mến Ngài nhiều hơn, để rồi Chúa có thể sử dụng quý vị đem nhiều người đến với Ngài.
xa dưới Ngài. Sẽ không bao giờ để mất Ngài. Sẽ không bao giờ để mất Ngài. Sẽ không bao giờ xa dưới Ngài. Chúng ta có nguyện ước điều đó trong trái tim chúng ta không? Amen. Sẽ không bao giờ xa rời Ngài, không bao giờ để mất Ngài. Có nhiều điều đến với đời sống chúng ta dễ làm chúng ta mất Chúa lắm quý vị. Chúa thì không bao giờ muốn mất chúng ta, Ngài yêu chúng ta mãi mãi. Ân điển Ngài còn đó. Nhưng mà chúng ta sẽ từ chối Ngài bởi vì sự bận rộn của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Bởi vì sự hời hợt của chúng ta. Jesus, hallelujah. Hãy nói với Chúa rằng, Chúa ơi, ngày hôm nay con hứa với Ngài rằng sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Bởi vì Ngài yêu con mà con cũng yêu Ngài nữa. Chúa ơi, con muốn đáp đậu là tình yêu của Chúa. Con muốn Ngài là tất cả trong cuộc đời của con. Cảm ơn Chúa. Vượt hơn tất cả mọi điều. Cảm ơn Chúa. Trời ơi, hãy giúp cho sự yếu đuối của con. Trời ơi, lòng thì muốn lắm, nhưng xác thịt của con thì yếu đuối. Nhiều lúc lòng của con khao khát Chúa, nhưng xác thịt chúng con lại cản trở. Xin hãy giúp đỡ chúng con. Đừng để con yếu đuối, đừng con để con xa cách Chúa. Nhưng hãy làm cho con mới lại trong Chúa Giê-xu. Để con kết cánh bay cao chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi, vì có Chúa Thánh Linh ở với con. Cảm ơn Chúa. Hãy cầu nguyện với tất cả những cái sự ao ước của chúng ta. Hãy cầu nguyện cho hội thánh Chúa có nhiều người đến đây tham dự. Hãy cầu nguyện hội Chúa đem nhiều người đến hội thánh. Không phải Chúa đem chúng ta đến nước Mỹ này để rồi chúng ta sống trong nguội lạnh quý vị. Nhưng Chúa muốn chúng ta là men trong bột, là muối của đất tại đất nước Hoa Kỳ này. Cảm ơn Chúa. Một đất nước mà người ta chạy theo tiền bạc, nhưng chúng ta là những cơ đốc nhân, chúng ta chạy theo Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta sẽ là men trong bột, là muối của đất tại đất nước Hoa Kỳ này. Cảm ơn Chúa chúng con. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho tấm lòng của mình. Cảm Chúa Linh đang hiện diện tại đây. Hallelujah. Và nếu ai có nhu cầu hãy bước lên phía trước và ông mục sư hãy cầu nguyện cho những người đó. Nhờ gậy Chúa để thắp lại ngọn lửa yêu thương trong lòng chúng ta cho Đức Chúa Trời. Chúa yêu Ngài hơn cả mọi điều. Vâng, con yêu gì thế giới kia là chi? Chúa, con nguyện yêu Cha hết lòng. Sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Tình yêu Cha quá lớn, lớn lao hơn cả thiên đàng. Lòng thương xót của Chúa thấm sâu hơn biển hồ, và ân điển quý giá bao la hơn cả thế giới này. Sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Ta cùng đứng lên ha. Đời sống, cuộc đời con người như lời Chúa nhắc nhở anh em chị em chúng ta rồi đó. Chúa yêu chúng ta lắm và Chúa không muốn ai trong chúng ta đi xa Ngài hết. Và Ngài muốn chúng ta đón nhận tất cả những lời mà chúng ta đã nghe ngày hôm nay, lời của Chúa cho chính mình, cho cá nhân. Thánh Phaolô cũng viết ở trong sách Hebrew nói, nếu ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, tiếng Ngài có nghĩa là tiếng mà Chúa nói riêng với chúng ta,
Tiếng Ngài có nghĩa là lời của Ngài được nghe đến với chúng ta. Thì hãy nhận điều đó riêng cho chính mình, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm. Lạy Chúa yêu dấu, lời Chúa là lời sống và linh nghiệm, là lời sắc hơn gươm hai lưỡi, thấm vào hồn linh cốt tủy, xem xét mọi tư tưởng và ý định trong lòng của mỗi chúng con. Lạy Chúa Thánh Linh, Ngài đã biết và lời Ngài đã xem xét, xin chia tất cả những điều gì còn vương vấn ngăn trở bước đường tất cả anh em chị em chúng con đi với Ngài, và quang xa hỏi mỗi đời sống chúng con. Lạy Chúa yêu dấu, đụng chạm đến mỗi tâm lòng anh em chị em chúng con ở đây. Và Chúa Thánh Linh, Ngài cũng sai Thiên Sứ Ngài đi đến tất cả mỗi gia đình, những anh em chị em chúng con, những người không có mặt ở đây, làm công việc của Ngài cần làm, để đem tất cả chúng con đến một mục đích, như Thánh Phaolô nói, là nhận biết Ngài, được Ngài và kinh nghiệm Ngài trong mỗi cuộc đời của mỗi chúng con. Để rồi chúng con cũng có thể nói giống như Thánh Phaolô được: chúng con cảm ơn Chúa, để Chúa đụng chạm đến mỗi tấm lòng anh em chị em chúng con và đem chúng con đến sự tươi mới của Ngài. Hơn nữa con cảm ơn Cha. Chúa chúc phước cho anh em chị em chúng ta. Chúng ta chúc phước cho nhau.